Sau khi bão số 3, bão Yagi, cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông trong vòng 30 năm qua, đổ bộ vào Hà Nội từ chiều tối ngày 7 tháng 9. Hàng loạt cây xanh trên nhiều tuyến phố trung tâm thành phố bị quật ngã, đổ rạp xuống đường, cây cối ngổn ngang, đường phố tan hoang, cuộc sống sinh hoạt nhiều người dân bị đảo lộn chỉ sau một đêm. Nhà mình thì không việc gì, nhưng mà gió thì kinh lắm. Thì nhà mình là nhà mình chuẩn bị chờ hết cả rồi. Mình được phòng chống cửa ngõ là mình đóng chốt kín rồi. Cái cửa nhà cô nha, mà cô chốt đang đóng đi, mà có cái chốt mà có như cô không chặn lại này, mình cứ tự nhiên cứ bật ra đây này. Chị thì 5:30. 5:30 sáng. Ừ, còn đâu bây giờ là cứ khi nào vãn giờ thì thôi. À, thì nó hầm hòm thì bắt đầu là chờ để bốc lên xe thôi. Thế là từ sáng đến giờ là mình làm ở trên tuyến phố này đúng không? Cái con phố này thấy khá là hoang tàn ấy, chị đánh giá nào khi mà chị bắt đầu một cái ca làm việc ngày hôm nay, khi mà chị nhìn thấy khung cảnh đấy và chị phải làm việc? Thì bọn trong nghề của bọn chị những cái kiểu này là thành ra là nó cũng quen rồi ấy, hay thỉnh thoảng cơn bão những cái thứ này, nói chung là không cái gì do thiên tai cả đấy, thì vẫn phải duy trì, vẫn phải làm thôi, chứ không thể ấy được, vâng. Không thể cưỡng được. Và mình có cố gắng để hoàn thành xong nhiệm vụ của mình ngày hôm nay không? Không, chắc là mấy ngày mà để các tuyến đường cơ mà, chứ không phải là ấy đâu. Nghĩa tổ chị rất là nhiều, cả bên Bắc Nghĩa Tân cái thứ nữa, chứ không phải là hết một giờ, nghĩa là hết cả cái phường Nghĩa Tân này, xong lại cả bên Bắc Nghĩa Tân nữa. Dã man nhờ, mấy ngày mới xong được. Ừ, mấy ngày chứ cây xanh nó cũng không thể làm ngay được. Ghi nhận của phóng viên báo điện tử VTC News tại ngã tư Hàng Bài, Lý Thường Kiệt. Người dân ngỡ ngàng khi hàng cây trên phố hôm trước vẫn tươi tốt, mà sáng nay đã bật gốc hàng loạt. Vườn hoa Lý Thái Tổ, căn biệt thự Pháp cổ quận Hoàn Kiếm, nhà thờ lớn Hà Nội cũng trở nên hoang tàn. Cảnh ngổn ngang cũng diễn ra tại đường Phan Đình Phùng, một trong những con đường đẹp nhất Hà Nội. Từ sáng sớm, người dân cùng các lực lượng đã có mặt để dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau mưa bão.